ba cái ghé vô mà nói chung là các anh ở đây là nói không được vì cái điều kiện mình cách ly như vậy rồi cho nên là thôi cha con mình thông cảm rồi nha. Đi ra khỏi chuồng luôn á, rồi lấy cho chú mấy lắp sữa cô gái Hà Lan luôn con. Cô gái Hà Lan mấy bữa chú mua lắp bốn hộp á, lắp lớn, một thùng nó là bao nhiêu vậy? Là bán bao nhiêu tiền? Để có quá hạn không em? Hết hả? Thôi lấy cho chú 5 lóc đây. Lấy cho chú 5 lóc đây. Có bánh bông lan gì không em? Chắc chưa hả? Rồi lấy bánh bông lan, bánh lớn không? Bông lan lấy lớn thì chưa. Bánh bông lan mà bánh đổ ngoài chứ đừng ở trong bị. Đâu, bánh nào đâu, bánh bông lan nào đâu. Bánh bông lan mà nó làm cái khoanh tròn vậy đó. À, dạ không có. À, ở đây không có bán cái đó à. Cái đó người ta làm đi.